Sáng nay, Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc. Lễ phát động được tổ chức trực tuyến tại 14 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đường bộ cao tốc đang triển khai. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương dự tại điểm cầu chính ở tỉnh Đắk Lắk và chính thức phát động đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng coi phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng là một trong ba đột phá chiến lược, trong đó phát triển hạ tầng giao thông là trụ cột quan trọng, đặt mục tiêu đến năm 2025 đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc và đến năm 2030 phấn đấu đưa vào khai thác 5.000 km. Đến nay, cả nước đã hoàn thành khoảng 1.000 km đường bộ cao tốc đi qua 15 tỉnh, thành phố, nâng tổng số đường bộ cao tốc lên gần 2.100 km. Các dự án đang thi công với trên 1.700 km, chuẩn bị khởi công khoảng 1.400 km. Các dự án trải dài qua khắp 48 tỉnh thành trên cả nước. Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, sau hơn 76 năm, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, nước ta đã có nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, cổ vũ động viên nhân dân cả nước, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, huy động hiệu quả sức người, sức của, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, gian khổ, làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam. Thi đua yêu nước đã trở thành truyền thống quý báu, một tài sản vô giá, một nét đẹp văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam, như Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta từng phát động. Thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Thay mặt Chính phủ và Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc, thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội 13 về phát triển đường cao tốc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy Đảng quyết liệt chỉ đạo sát sao, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, chính quyền phải hành động quyết liệt, đồng thời vận động người dân và doanh nghiệp trong cả nước đồng tình, ủng hộ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm với cộng đồng xã hội, tập trung thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Các bộ, ban ngành địa phương phải thực sự vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao. Tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng, với thế và lực đã tích lũy được sau 40 năm đổi mới, sự đồng lòng chung sức của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của người dân, với những thời cơ thuận lợi mới, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, mục tiêu đến năm 2025 đưa vào khai thác 3.000 km đường bộ cao tốc sẽ hoàn thành, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.